Nhận lời mời của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long sẽ thăm chính thức Việt Nam vào ngày mai. Một dấu ấn quan trọng trong chuyến thăm này là Việt Nam và Singapore sẽ chính thức ký kết nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược. Trước thềm chuyến thăm, các chính trị gia, các học giả đã có những bình luận đánh giá về tiến triển hợp tác mới này giữa Việt Nam và Singapore. Ghi nhận của các phóng viên thường trú Đài Truyền hình Việt Nam tại ASEAN. Phát biểu trước giới ngoại giao quốc tế vào thời điểm 2 tuần trước chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long, bà Grace Fu, Bộ trưởng Văn phòng Thủ tướng Singapore khẳng định, Việt Nam là đối tác và là người bạn gần gũi của Singapore tại các diễn đàn khu vực và quốc tế. Việc nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược là điều đã được hai bên chờ đợi. Singapore trân trọng hợp tác hữu nghị với Việt Nam và tiếp tục cam kết vun đắp quan hệ này vì lợi ích tương lai của cả hai đất nước và nhân dân. Với việc thiết lập quan hệ đối tác chiến lược giữa Singapore và Việt Nam, tôi rất phấn khởi về tương lai hai nước chúng ta. Quan hệ đối tác chiến lược sẽ tiếp thêm động lực mới và mở đường cho các quan hệ gắn bó hơn trong tương lai. Đại sứ Việt Nam tại Singapore Trần Hải Hậu đánh giá quan hệ đối tác chiến lược là động lực quan trọng để tiếp tục thúc đẩy đầu tư Singapore vào Việt Nam. Đại sứ cho biết, đến nay Singapore đã có 28 tỷ đô la Mỹ vốn FDI đăng ký vào Việt Nam, đứng thứ hai trong số các nước và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam. Tôi có niềm tin chắc chắn là cái dòng đầu tư từ Singapore vào Việt Nam trong thời gian tới sẽ tiếp tục tăng trưởng. Với mấy lý do. Cái thứ nhất ấy, là chỉ trong thời gian ngắn nữa là hai nước sẽ ký thiết lập quan hệ đối tác chiến lược. Cái thứ hai ấy, là tôi tin là các số lượng các công ty Singapore hiện nay đang đầu tư vào Việt Nam sẽ là tiếp tục là cái đầu tàu lôi kéo các cái công ty khác tiếp tục đầu tư vào Việt Nam. Đến từ trường chính sách công Lý Quang Diệu, tiến sĩ Vũ Minh Khương nói về sự cộng hưởng của quan hệ đối tác chiến lược, nhấn mạnh đến những kinh nghiệm phát triển mà Việt Nam sẽ học hỏi được từ Singapore. Tìm kiếm và thu nạp nhân tài, đó là cái kênh thứ nhất rất quan trọng trong lĩnh vực nâng cao cái năng lực học hỏi của mình. Cái thứ hai, tức là mạnh dạn thử nghiệm những cái gì mới, thì Singapore rất có kinh nghiệm trong vấn đề này để ta có thể tham vấn một cách thường xuyên và chiến lược. Cái thứ ba, tức là luôn luôn so sánh mình với những thành công xuất sắc nhất ở thế giới để xem mình đang ở đâu, để từng bước học hỏi được rất nhanh chóng. Và cái thứ tư là liên tục cải tiến mọi mặt. Còn tiến sĩ David Ko, một chuyên gia nghiên cứu về Việt Nam, đánh giá rằng quan hệ đối tác chiến lược là thời điểm chín muồi của mối quan hệ đã được kiểm chứng trong suốt 4 thập kỷ qua. Quan hệ đối tác chiến lược là một khuôn khổ hợp tác cho phép hai nước có thể mang đến cho nhau những gì tốt đẹp nhất khi hai bên thảo luận về hợp tác với nhau. Thực tế, trong khối ASEAN thì Singapore và Việt Nam là những đối tác chặt chẽ nhất và cùng với mối quan hệ đã trải qua 4 thập kỷ, thì tôi cho rằng giờ là thời điểm tốt để kỷ niệm và làm mới mối quan hệ này. Có thể nói quan hệ đối tác chiến lược là cam kết chính trị mạnh mẽ nhất, là nền tảng quan trọng để thúc đẩy mạnh mẽ hơn, toàn diện hơn quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Singapore thời gian tới. Hiếu Hưng, phóng viên Truyền Việt Nam đưa tin từ Singapore.